chân phải. Wow. Ây da, bị Xuân Du bắt bài dễ quá. Rồi xong, chậm một nhịp là bị Xuân Du bắt bài liền. Tôi là Thi Freestyle. Bây giờ đã đến sân Phạm Minh Giang rồi. Sân Bana của mình nha. Tới trễ. Đây hiệp 2. Chưa chắc như mà hiệp 2 chắc mới vô, như giờ vô nữa. Đá trễ à? Ờ vậy chị còn. Mọi người đang đá trong rồi. Mới nghe bảo là đá trễ. Áo xanh gặp áo cam. Chết rồi, quay cái điện thoại quay nó bị giật rồi. Cái frame rate của nó là 60 á, mà 50 thì quay nó. Quay 50 thì nó không bị, mà quay 60 nó bị. Bởi đá đúng không? Anh em đang thu rồi, có thua tan nát kìa. Thôi mình bệnh mạnh lắm. Sao đá lại? Em quen nổi bệnh mà. Quen hết luôn mà đúng không? Bệnh toàn là cọp gấu không rồi. Tuyển thủ trong đó không sao đá. Ok, nói vậy thôi chứ mấy trận vậy đá mới đã. Mấy trận này đá mới đã nha anh em. Chứ đá kèo chán quá thì cũng không. Nói chung cũng được. Kèo nó yếu yếu thì đá sức khỏe, còn kèo nó căng căng thì đá để nâng cấp bản thân. Nào cũng được, không ngại. Đá banh không được sợ. Chơi. Ngoài sân có anh Cường Nam, có Giang số 27, anh Phúc số 6, tiền đạo cho anh Tài 19, anh Tân 30, anh Tuấn Thế Đức số 3, thủ môn Chí Jimmy, đối thủ có vẻ mạnh. Cố lên. Ừ, không sao. Cầu thủ đang kiểm soát bóng là Lê Quý, tổng giám đốc công ty Keep Line và cũng là chủ tịch của đội Keep Line áo cam này nha anh em. Trọng tài này lạ lạ ta. Bữa rồi được tặng trái banh La Liga nên giờ đi đá ở đâu cũng mang theo để giật giật khởi động. Và vừa rồi là một tổ hợp tủ của mình hay mang đi biểu diễn, ghê không ghê không? Phải Xuân Du không? Đúng là Du rồi. Giờ mới chịu cột dây dày nè. Anh em thấy cái vớ trắng của mình có đẹp không? Ủng hộ kênh YouTube của Thi Tài Soccer bằng cách là mua vớ đó đó nha. Sản phẩm không thương hiệu do team mình tự sản xuất đó. Thay vì đồ này thì mua vớ cũng được, đúng không nè? Và link trong phần mô tả nha. Giật thêm mấy đường nữa, cho nóng người nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cái ATV kép, kỷ lục. Thêm 2 vòng lê men nữa là 15. Yeah. Bên mình gấp đôi tuổi bên kia hả? Chạy dễ sợ này. Thích Giang giữa. Thôi kẹt. Ôi chấm luôn hả? Chân phải. Wow. Hay quá cót ơi. Quá đẳng cấp. Huấn luyện viên Futsal Việt Nam có khác. Ừ. Khó ăn. Tân. Ủa vậy cũng không vô được hả? Pha bỏ lỡ khó tin của anh Cường chủ đất.
Kết thúc hiệp 1 thì đội C đang bị dẫn trước với tỷ số là 2-1. Và bây giờ là hiệp 2, mình sẽ chấn giữ hành lang cánh phải. Top cót. Cầu thủ đang dẫn banh này là Vũ Xuân Du, tuyển thủ Futsal Việt Nam, từng tham dự World Cup 2016 tại Colombia. Bây giờ thì Xuân Du không còn đá banh chuyên nghiệp nữa mà về làm cho thương hiệu thời trang thể thao Keep and Play, nơi mới có cuộc đối đầu ngày hôm nay nè. Xuống được Nhật. Dạ Nhật. Ây da, bị Xuân Du bắt bài dễ quá. Ôi. Ok. Bỏ. Bóng trúng chân mình rồi dội lên tay nên trọng tài không cắt còi. Ở trong không có ai, dứt luôn thôi. Cú vô lê hơi nhẹ. Dạ, ok, tốt Nam. Tuấn. Tuấn. Đưa qua em sớm đi nè anh Tuấn ơi. Rồi xong, chậm một nhịp là bị Xuân Du bắt bài liền. Cướp được trái banh xong là vượt qua anh Tuấn, lừa qua thủ môn và ghi bàn luôn. Đẳng cấp tuyển thủ đúng là có khác. À quên, sẵn chơi giveaway ở đây luôn nè. Anh em biết gì về Vũ Xuân Du? Comment bên dưới clip này nha. Mình sẽ tặng hai chiếc áo polo của thương hiệu thời trang Keep Life cho anh em nào trả lời hay nhất. Bên kia tính. Đây. Khép chân lại, không thôi mất 30. Ok, sao? Còn thủ môn. Ra Tuấn, bước ra Tuấn. Bước ra Tuấn. Dạy con. Thật chân vô. Dạy con. Tốt Nhật. Đang trời. Lại là giờ lớn. Bước
bỏ Nhật, lên Nhật, lên Nhật, lên Nhật, lên Nhật, lên Nhật. Nhật, Nhật, Nhật. Nhật, 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 Nhật. Cột 2 thì không có ai, góc gần có một chút khoảng trống, dứt. Thủ môn này bự con quá, che cái hết cầu môn. Chết tôi, trả cho banh về hơi nhẹ rồi. Trời. Hết, ok. Trái này mình dở rồi, thủ bộ vậy thì nên nhấn xuống đáy biên. Dễ Nhật. Dễ Nhật. Thấy không, đơn giản đi lượt, mình là vị trí đá giữa, một hai cái mình đá liền. Muốn lấy được trái banh của Xuân Du khó lắm chứ bộ. Gôn được. Dễ thi. Quay lên. Lấy thi. Chạy biên. Tiếp Nhật. Nhét vào trung lộ cho có gian được nè. Ây da, vẫn còn vướng cái chân. Trước trận này mình có chơi một trận sân 11 rồi, nên qua đây hơi đuối. Tập nhập. Dứt. Rồi chết người đó. Tập được. Chạy Nhật. Đồng đội di chuyển tới nơi thì mình mới đưa. Mệt hả anh? Cut, ok. Sút luôn coi rồi. Cut. Nhật. God mới nói là dù nó khỏe lắm, tranh chấp không lại đâu. Chạy trong. Chạy trong, được, không sao. Hey.
Nhất. Và kết thúc trận đấu, cụ CFC thất bại trước Keep Line với tỷ số 1-4. Bắt tay chào kết thôi nè. Ok vô. Xuân Du nghỉ chuyên nghiệp rồi mà người còn đô giữ trời. Hèn chi mình tranh chấp không lại là phải rồi. A few moments later. Ok, một trận sân 11 và một trận sân 7. Hai trận một ngày. Khá là mệt. Đối thủ thì không xa lạ gì. Lê Quý, Kip Lai, Du, Tính. Một trận banh khá hay và hấp dẫn. Và giờ thì nghỉ ngơi thôi. Anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh. Đó chờ clip mình trong thời gian sắp tới nha. Mình Phạm Thi xin nhớ like. Bye bye.